Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Khoảng trưa ngày 18 tháng 12, bão Cái Tắc sẽ đi vào Biển Đông. Đến 1 giờ ngày 19 tháng 12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 9,9 độ Vĩ Bắc, 116,3 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 270 km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai thường xuyên cập nhật thông tin, thông báo kịp thời cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, tổ chức kiểm đếm tàu thuyền trên biển, kiểm soát chặt chẽ tàu thuyền ra khơi, giữ liên lạc với chủ các phương tiện và sẵn sàng lực lượng phương tiện để kịp thời cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu.